my sro sim ba ai khnyom ni good up chumnun na bong bon ba mai ni dai mo nyai reung khun sain kue chi chuan kbot chiet ba kbot chiet to to kol mong ai sop thngai nang jeung at dang tha nea na chea niyuk ratthamantrai ba ta khun sain rư ko khun manet chea niyuk ratthamantrai ba chang at dang tha na niyuk ratthamantrai te ba mon dang ta khun sain mon dang ta khun manet niyuk ratthamantrai ba ba san chea khun manet vea tha khluon vea chea niyuk ratthamantrai vea ko ko hau lok khun sain mo op rom ba ko hau lok khun sain mo op rom rương da kat khaet bon dak no khnong kumruong aphivot rom ba da ke hau tha kumruong trai kon aphivot rom nang ba a nang keu doch kat ao yun chang pro yun kal chnam 2018 bong bon cham eh ba kal chnam 2018 yun ke ban sna som hun sain ba ban sna som hun sain oi hun sain nang dak prateh kampuchea nang chul to khnong ka aphivot ba aphivot rom a yun nang ve chong oi hun sain nang dak prateh kampuchea to mul kal chnam 2018 ba 2018 bong bon cham ban na ba na kal chnam 2018 ha dai yun sna som oi hun sain nang dak prateh kampuchea đặt một cái camera trong ốc nâng nó chôn được non cá áp hiệu vật rùm và một men đặt bốn khen nấu non bay phe xa nâng thế cứ đặt một cái camera dương tổng mua vào đời và vận tải còn nâng lộ hồn sen nâng còn ắt tuần một ắt tuần cò lại đi và hai chỉ ai dùng nâng vía ai dùng nâng vía độc lộ hồn sen khang bị bộ lộ hồn sen chỉ ai giòn bỏ cái chẳng hay miền tây cắt bốn khẹt bà cắt bốn khẹt nâng đầm bấy ao từ dùn áp hì vọt từ bà nó ao từ dùn áp hì vọt tại hồn sen nâng ký nị dây tha chỉ ca áp hì vọt rùm bà tụt nó không ca áp hì vọt rùm có miền cần đôi mà na đại kỳ từ vô vật tê kỳ từ đặt không ca áp hì vọt rùm đôi hồn sen chẳng tê ba nè vía sốt đây lúc đó rồi ba sốt đây không ai ăn cơ ba nè cứ miên đã hôn sai thì bập lư mà nuốt bập lư mà nuốt có bát chiết nữa nè bà bồn chỉ mà nuốt có bát chiết có bát to từ cồn ba cứ person ba bát tê cam chỉ miên chấp bắp á bà bồn bát tê cam chỉ dương miên chấp bắp á cứ tao vô hôn sai tao phải hai chỉ vật á ba vô hôn sai tao phải hai chỉ vật có phần tay bật tay sập ngay nó bị ớt miên chấp mắt ba bật tay sập ngay nó bị ớt miên chấp mắt hay à bỏ quan này chấp mắt sập ngay nấy việc luận tài chia ốp bọc co ở đó bao lâu hôn sen thì ba anh á ốp bọc co đó bao lâu hôn sen person ba bật tay môi để miên chấp mắt đôi bật tay kia đặt tay với nhá lũ hôn sen trong cả hai chỉ vứt tiền từ cô mà trong cả hai chỉ vứt tiền từ cô là hiện cắt tự đây bật tích cầm bật chia ao từ chuyên bỏ tích dương mình bắt chăm kết ở quay chơi ở đây bọc ổn nhé dương là dây bịa xăm manh dương đấy nhé bịa xăm manh dương sống bay tại trong ốc nhà nó không bật tích mai hay bố viên chỉ mai phóng viên nó tập bọc bọc ổn bật chia bọc để bọc ổn bật chia bọc bọc mai dương từ rô xì đặt phía hôn bà chùm môi nâng trong ốc nhà nhé tàu vô lưới từ nia kia tàu đại chỉ môi đường cầm ậu nha nó đầm bay cái hao tha cho rùm phiệt hôn rư tinh hôn nâu tàu việc bạo bị chia bộ đoạn rộp mơn rộp liền nè rừng ấy đã là bỏ tê vì màu đã hôn rùm đầm bay áp hiệu vật đừng khám ấy rừng ấy đã vì màu khó bọt khám ấy nhá chẳng dương này dây cho tàu đó cầm bị chia cầu Campuchia Crown mà bọn Campuchia Crown kì xong bay khẹt bà kì xong bay khẹt đầm bay đặt con tuộc kì đặt bà chia chuyện kì bà
យូយូទៅមិនអីមិនបីខែតឯណាមកផៃ4ខែក្រុងបាទដែលយូនវាឆ្លៀនពៀនយកហ្នឹងអាកពូជយូនហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីចង់ឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងរស់ដើម្បីចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានទេគោលបំណងរបស់វាគឺវាដើម្បីតែឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរតាំងពីអើយមកបាទវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរតាំងពីអើយមកតែវារស់វិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឆ្លៀនពៀនខ្មែរ ទាំងស្រស់ទាំងស្រស់វារស់អត់ឃើញវាវារស់អត់កើតព្រោះវាខ្លាចអន្តរជាតិថ្កោលទោះអញ្ចឹងវាមានតែប្រើឧបករណ៍ដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាឧបករណ៍របស់យូនអញ្ចឹងណាជាអាយ៉ងរបស់យូនវាប្រើហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមបាទក្រោយមកសុំមិនបានទៅឆ្កឹះហ៊ុនសែនឲ្យដាក់4ខេត បាទដាក់4ខេត្តដើម្បីជាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងណាបាទណាអភិវឌ្ឍឯកគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមហ្នឹងបាទណាទៅឆ្កឹះហ៊ុនសែនឥឡូវនេះហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺសម្រេចបាទហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺនិយាយថាខ្លួនគេហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតនៅគម្រោងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយូនមកអភិវឌ្ឍបាទឈុនលៀងបាទសុខស្ដីបងបាទសុខស្ដីណាអញ្ចឹង ហ៊ុនសែននេះគឺជាជួនក្បត់ជាតិបងប្អូនវាគឺជាជួនក្បត់ជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងបាទចាប់ពូជតកូលហ៊ុនយកទៅបរហាជីវិតបាទចាប់ពូជតកូលហ៊ុនទៅបរហាជីវិតពូជនេះជាពូជក្បត់ជាតិបាទជាពូជក្បត់ជាតិគូណាតែអ្នកច្បាប់គូណាតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហ្នឹងណា ចេញមកដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនផងបាទបង្កើតច្បាប់មកទុកធ្វើស្អីបង្កើតនីតិរដ្ឋមកទុកធ្វើស្អីទុកនៅលើกระดาษសិភៅទុកក្រន់ទ្របអង្គុយមិនច្បាប់នីតិរដ្ឋនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងណាទុកទ្របអង្គុយទុកទ្របជាកំរាលបាត់ជើងច្បាប់សពថ្ងៃហ្នឹងណាមិនក៏មិនចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនផងហើយរឿង នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយបងប្អូនខ្ញុំសរសេរអត្ថបទមួយខ្ញុំសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនរណាគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទខ្ញុំសួរអញ្ចឹងណានរណាគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណា ហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬអាហ៊ុនម៉ាណែតគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទហ៊ុនម៉ាណែតថាខ្លួនវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាគួរតែចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនណាបាទណាចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនឬចាប់ហ៊ុនសែនដាក់គុកមួយជីវិតបាទកុំឲ្យចេញពីក្នុងគុកអីសោះប្រសិនខ្ញុំគន់ថាដាស់តឿនហ៊ុនម៉ាណែតទេបាទដាស់តឿនហ៊ុនម៉ាណែតបាទហ៊ុនម៉ាណែតមិន ហ៊ុនចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអស់ប្រជាប្រិយភាពនិងអស់អ្នកគាំទ្របាទប្រពៃជាបរដ្ឋមិនដែលគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេណាព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចធ្វើអ្វីជន់ណាដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងច្បាប់ជន់ដែលក្បត់ជាតិហ៊ុនម៉ាណែតអត់ធ្វើអីសោះបែរជាមកចាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទៅវិញណា អ្នកការពារព្រៃឈើវាចោទថាជាជនក្បត់ជាតិជាជនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការពារជាសម្បត្តិសម្បត្តិរួមពលរដ្ឋខ្មែរការពារសម្បត្តិរួមចោទថាជនក្បត់ជាតិចុះអាហ៊ុនសែនអាហ៊ុនសែនវាកាត់ទឹកដី4ខេត្តឲ្យទៅយូនហ្នឹងវាអត់ក្បត់ជាតិទេម៉េចណាសួរតើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចអាទីងមុងបាទណាអាទីងមុង ប្រសិនបាទហ៊ុនម៉ាណែតឯងមិនចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនទេឯងស្មើនឹងអាទីងមុងបាទអាទីងមុងណាមួយទៀតឯងគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងឯងទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនេះគឺគេអស់ការទ្រាំហើយបាទគេអស់ការទ្រាំហើយហើយខ្ញុំទទួលដំណឹងមកច្រើនបងប្អូនទទួលដំណឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំហ៊ានកាន់កំភ្លើងទេ ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបាទខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំអត់ខ្លាចកាន់កំភ្លើងទេពួកគាត់ចង់ប្រមូលកម្លាំងរាប់ម៉ឺននាក់4 5 6 ម៉ឺននាក់
bằng cất con cầm lang và đáp ở vút đâm bay từ chập từ cô hồn bà nhé hay từ cô hồn Việt Nam từ cô hồn kích mình phát vì Việt Nam đôi nấu Sri Lanka đôi nấu à cái hào ấy kì à nấu ấy để từng bát cái cam thay thay đấy à bà từng bát cái cam thay thay Sri Lanka à chỉ môi nâng พลิชมูบ่าพลิชมูประเทศนึงมาบ่าวๆตึบนึงเกิดឡើងថ្មីថ្មីបងប្អូនចេះខមមិនប្រាប់បន្តិចផងបាទណាដែលជាប់នឹងចិត្តជាប់នឹងភូមិមាដែរបាទដែលក្រោកឈួរបាតកម្មនឹងវាសនាអហ៊ុនម៉ាណែតវាគិតមិនផុតពីការក្រោកឈួររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមហាបាតកម្មបាទវាអត់គិតអត់ផុតទេ ហ៊ុនម៉ាណែតបើដឹងខ្លួនទាន់ហើយចាត់វិធានការទៅលើហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ហ៊ុនសែនដាក់គុកបាទព្រោះហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិហ៊ានកាត់ទឹកដីខ្លួនឯងណាកាត់ទឹកដីខ្លួនឯងទៅឲ្យយូនណានេះឲ្យយូនមកអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍម៉េចវាស្អីប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍទេម៉េចណាកម្ពុជាមានអុកញ៉ារាប់ពាន់ក្បាល ម៉េចក៏មិនអោយអោកញ៉ានៅក្នុងខ្មែរនឹងអភិវឌ្ឍចាំអោយយូនអភិវឌ្ឍម៉េចមើលឃើញនៅបួនខេត្តនឹងសបូរ៉ែសបូរមាសសបូរដើមឈើធំធំម៉េចណាសុធិរាបាត់ដំបងបងខ្លាដេះបងអើយ៉ាបាទវាសនាអាហ៊ុនម៉ាណែតវាមិនខុសពីបាំងខ្លាដេះទេ បាទឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែឈឺឆ្អាលរឿងទឹកដីឈឺឆ្អាលរឿងប្រទេសជាតិខ្លាំងហើយវាសនារបស់អាហ៊ុនម៉ាណែតឬវាសនារបស់អាតកូលហ៊ុនវាគិតមិនផុតពីដូចសេរីលង្កាដែលប្រជាពលរដ្ឋដេញទាំងពូជបាទដេញទាំងពូជហើយក្រោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញបាំងខ្លាដេះបាទយើងឃើញបាំងខ្លាដេះក្រោកឈួរ ដើម្បីដេញពួកអានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពួករលួយពួកអានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្បត់ជាតិបាទណាស៊ីអិនភីឡាបាទបងក្លាដេសបាទណាវ៉ាន់ណាវែលវ៉ាន់ណាវែលឡាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំកំពុងរកវិធីសាស្ត្រប្រសិនបើខ្ញុំប្រមូលគ្នាបានតែ10,000នាក់ក៏ខ្ញុំ ចុះទៅខ្មែរដែរបងប្អូនខ្ញុំទៅខ្មែរបាទខ្ញុំអត់ខ្លាចទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អីនឹងនៅប្រទេសគេទេបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តប្តូរផ្ដាច់ជីវិតដើម្បីទៅចាប់តកូលហ៊ុនខ្ញុំសុខចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅចាប់តកូលហ៊ុនពួកពូជវាជួយក្បត់ជាតិបាទ ពួយក្បត់ជាតិណាអានេះបងប្អូនគាត់ស៊ូខ្ញុំទេបាទគាត់ស៊ូខ្ញុំថាតើខ្ញុំហ៊ានកាន់កំភ្លើងទេខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបាទមួយជីវិតខ្ញុំអត់ដែលខ្លាចទេណាអត់ដែលខ្លាចទេខ្ញុំសួរថាម៉េចស៊ូខ្ញុំនឹងកាន់កំភ្លើងហ្មងគាត់ចង់ដើរប្រមូលគ្នាដើម្បីរៀបចំកម្លាំង បាទណាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីចាប់ត្រកូលហ៊ុនណារឿងអីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើអីត្រកូលហ៊ុនបានណាអីលឺអីហ៊ុនសែននឹងក៏អាចកុំប្រមាថត្រកូលហ៊ុនបាទណាកុំប្រមាថត្រកូលហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋនៅជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុន ច្រើនណាស់សពថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនការនិយាយរបស់ហ៊ុនសែននឹងវាក្រាន់តែជាការភិតភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឯងទេវាគ្មានពលរដ្ឋណាដែលនៅជាមួយលោកហ៊ុនសែនឯងទេសពថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនឯងនៅបាននៅនិយាយបានគឺដោយសារដែលហ៊ុនសែនឯងកំពុងតែមានអំណាចដើរសម្លុតកម្រាមគេតែប៉ុណ្ណឹងឯង ឲ្យគេទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនទិញយកទឹកលុយទៅទិញគេឲ្យទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនណា
So tha tao po rat na da chong to nau chmuoy puut to kol hun po puut to kol hun che puut thau tiep na che puut da akrok che puut kbot chiet na che puut kbot chiet tuk dai khmae khmae ot aich te aphivot prateh khluon aing ban te ai ba ba khnyom stot chmneing reung kam phleung ba Young come clad, Bob on. Bang cladness. Gate them boy chit met the poom gay. Gay so jet choke bang grub a plume. Young Mono young, you said that your name can go plume look near a young the clads, eh? Ma, come chit jet hack gong to up no come take Cambodia. Come in an arm and that I get the quam throw on Sunday. Ma. Grand day sub ngay nâng kì át tuân miên các bạn mà xin bà kì miên các bạn mà xin á Chúng chưa chạy thao bà lì nâng con tuộp á Kì Chô rùm cho môi phụ dương đầm bay cầm chặt tà côn hôn này Ba Né Hôn mà nét hôn sen sub ngay nè Thư sub ngay nè Cứ cầm phung tay bóng co ỏi cơ Con cầm lăng và đập ở vuốt thầy Ba Đó, để hôn sen phương sắp ngay này hôn sen cứ tha ca chắp ca choang sổng lót cầm riêm kia nâng kia khlát chứ nâ mà kia khlát kia mình khlát chứ tại kia vô ạ ca sổng lót cầm riêm bà hôn sen nâng kia vô thuê chia cùng nùm mà quăng tại miên thay na môi kia lên sài à dụ chỉ vật bà kia hay kia căn gặp lương ngay mà nhá kia căn gặp lương ngay hay khi nhóm hiến đạo viết sna rồi bà tử côn hôn vì ớt copy Băng khá lạc đây, nâng giá rây lăng ca tí Mà ớt khóc tí viết sá nà tà côn hôn ní Bà Nhá Bà chìa bà rốt ớt ca trua mần ban Bà chìa bà rốt nâng cao chôi Bà Nhá Sắp ngay ní Lũ ánh nâu ban đòi xa lũ ánh đơ cầm riêng kì đơ tinh kì tí Bà 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 rốt đòi bà rốt ớt trua mần khăn mần tên á Nhá ớt trua mần khăn mần tên Lũ ôn Mơ băng khá lạc đây chưa cầm rùa hơi tử Mới băng khát đã chưa cùng rùa hơi tư Bà sân bà lộ hôn sen Mình nghĩa kroi Bà Nghĩa kroi Đà thòi kroi vinh tế nâu tay dụ Àm mà nét xì ca Đà cùng rộ rộ bọc luôn Đà từ mụ tết bà chìa bà rốt ọt trộm lên bán Pìl nốt Khai từ chìa băng khát đã lựa tì bì hơi Căm bà chìa nâng ai tu Sân kriêm xì vơl Bà, sân kriêm xì vơl cứ Đồ chìa bù rốt nâng krau Tu tiên bà tích Thuơ mà hà bà tạc cầm Bà Bà sân miên sân kriêm Chliên piên Pì bò rà tích Thuây bà khá nhóm À Xùm thay tốt bà phốn Đã cơ băng à ní khá nhóm ăn ổn Chà ơn hơi có đòi Khá nhóm Sma To tăng Căn áo bút mân khát Đôi khi nhóm này Khi nhóm sắp ngay đi Tụi bây khi nhóm nâu cả lấy nà tì gà nà cái đó Bà sân chỉ bong ôn hào ôi tàu Bạn thấy hào ôi tàu Bà ôi khi nhóm tàu cắn gặp lưỡng khi nhóm tàu á bong ôn Khi nhóm tàu Mà Khi nhóm sợ chất Đôi chỉ vứt khi nhóm Đâm bay tức đây đâm bay dừng cung đâm bay dưới phép bong ôn chùm non cao Mày Nâu à bố dương bà nâng á Dương nâu kết rừng chết á Bà Tại đó chùm nguồn cao cho tết bà sân bà viết to bụi tế à hôn mà nay to tương à khôn hôn mà nay to tương à côn hôn mà nay tết á Bà rốt dương khai đô chùn chết liêu ấy Bà chùn chết liêu ấy Chùn chết liêu Chùm bà chụp nâu bà tích xìm Chụp nâu Australi Bà chùm xú quá tha Ở mạch Ất khóa khóa thì mạch ở rừng bà tích chuyện Cái thác kia mình khóa lấy ở rừng bà tích chuyện Bà Hay xu Bà man À cao ạ tức môn nít châm xu kia thờ Ở mạch Đã kia bà rong đặt À buôn khẹt Tờ ơi Dùn áp hiệu vật nâng Tờ dừng Ất Chư chạp lạc tế ấy Cái thác kia Ất khóa Bà Hay quạt mới là dụ tách Dụ hà sập khó sập Chuyện chết liều Bà kia Ất khóa Bà Cất tâu Bộ liều bà ổn Khi nhóm chụp cho đơn á Chuyện chết liều á Bà Cứ bộ quật Mình khoa khoai À rừng tự đây đi
sọt ngày nắng quạt tụ tự đầy nắng đôi quạt dụa đầy cẩm na tiệt quạt nắng vô tập bọt trào chứ quạt ắt khoa lên bọn bọn quạt ắt khoa là mong chuyện triệt liệu mà mai dơ nghe cầm vô cầm ru tờ tam chuyện triệt liệu bà cầm vô cầm ru tờ tam chuyện triệt liệu cô tại nom khnhiệt cạo chua lăng nom khnhiệt này dây tơ mà mắt pi mắt nè thay thay đi những khơi bộ đà rung đà ra sầm đông sầm đanh đà ra cặp plain đà ra chơi nhảy cứ khơi bộ quạt chèn mà chư chả al khạc khạc này rương pa nhà ha à cầm ruông tây cao áp phì vọt ở rùm nâng bà bố quạt quạt khlạch áp rùm vọt ở xa bà nè chuẩn đàn áp rùm vọt ở xa quạt khlạch chuẩn đàn áp rùm vọt ở xa nâu khăn nóng rụp hiếp bạch bọt nhớ bà bà quạt khlạch bố quạt bàn đăng bàn lư rùm vọt ở xa khám ai dưỡng bà bà rùm vọt ở xa khám ai dưỡng dôn xong tức đây không ai dưỡng bay khách xong nâng cứ xong đầm bay cron tay chìa cá chứ độ cao mà nó hả xong tí ba nế đó là phê dư dư tao kê mình bán ao dưỡng vinh hai kê chứ liên biên tức đây dưỡng bằng thêm rồi hô tức đó mà phay bốn khách ba mà phay bốn khách chẳng ai dùn nè bà ai dùn nâng việc đăng thả vì dù ai bảo vật ta xa chá đầm bấy mơ thư cá chú liên biến nâu ở rụp hiệp thầm mây bà vì dù ai dùn ta xa bảo vệ nâng mong vô ai dùn ta xa bảo vệ nâng rốt sắp thay nâng hát ấy bàn chìa vệ chong dù ai dùn ta xa và vật là sát chá chá đầm bấy một đạn nở lưa à rụp hiệp thầm mây nâng bà mà phay mùi khẹt bà ở mà phay mùi khẹt bà bố vía kết thạ bì môn vía xông ca chú độ con mà nó hả xoăn tại bây khẹt tại vía ách liên biên ban rồi hô tật đo mà phay mùi khẹt bà mình chẳng đầm bấy trong lít đầm bạc liên biên tự đây khám ai ở ban đường sông cứ viết sna sông bay khẹt sna sông buôn khẹt bằng thêm được tịp đầm bay đạn nở khăn nông cùng ruông trái con áp hiệu vọt ở rùm rồi mẫu viết bằng chôn con tuộp bằng chôn và chia chuyên bia sông bay tệ bạch chụp bọn đi bóng ôn dùn chôn mà tự đây không ai đau xì rây nhá mạch chăm đơ mà chương chìm mà tô chi lan chôn mà đau xì rây ta rất thà bị ba không ai thư ách ấy dùn nà chọ tôi mà ruộm nâng dương đã cầm ruộng áp hì vọt nâng tít dùn rừng ấy dùn mà chôn mà đau xì rây cả bọ sai rồi bọ à rất thầm mặt trái ảnh xa bỏ ra miền lúc hôn sáng môi chùm nôn nâng việc cơn tay chỉ cả đọc xa thế để đọc xa tha mừng ơi bởi chi chuyên dôn nó chanh chỗ đời giờ đây đúng mà việc có phô dương việc có họ dương tì bà sân bà miền mên hẹt ấy bạch chụp bọn nế bà dôn chỗ tự đây không ai đời giờ đây mên chỗ mà đà xa chiến chi mà tô mà thế đà lộ cho nào tam tia hay chỉ chuyên chuyện dôn sao mở đời giờ này miên ở nhà thô rư rất thà bị ba nát thưa ách ấy có đòi dùn bàn mà còn là phần này dương ăn ở vật mình ban tỏ hơi ấy tùm rộm nâng đặt nế à cầm rung trái con áp hì vật rộm tít không ai dương nâng rần lây bà rần lây nế xô mọi cô rất không ai kết bị cha rần à mơ đâu bà nó kết bởi cha rồi nà mơ tơ bởi giác khai tơ chia nực cô chùm ba ba nó áp hì vọt trái con tài chia lệ bởi nọ chỉ ca bật bỏ áp hì vọt trái con về con tài chỉ ca lệ đi ba nó vì mình chăm bạch nó không có áp hì vọt
ត្រីកោនរួមទេបើយើងចង់បង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងយើងបង្កើតជាច្រកល្បៀងយើងបង្កើតជាច្រកអន្តរជាតិយើងបង្កើតជាច្រកអៃផ្សេងៗដូចដែលយើងបង្កើតច្រកនៅតាមព្រំដែនថៃទៅបាទដូចយើងបង្កើតច្រកភូមិដូងណាយើងបង្កើតច្រកប៉ោយប៉ែតបាទយើងបង្កើតច្រកនៅគេហៅថាឧត្តមមានជ័យគេហៅអីគេ បាទណាទៅខាងអូស្មាច់យើងបង្កើតច្រកអញ្ចឹងទៅដើម្បីបង្កើនការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើទៅបាទយើងបង្កើតច្រកអញ្ចឹងយើងចាំដាក់ខេតនឹងដើម្បីឲ្យគេអភិវឌ្ឍធ្វើអីបាទខ្ញុំមិនមែនហាមឃាត់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍទេអភិវឌ្ឍទៅចោះក៏ប៉ុន្តែខ្មែរជាអ្នកអភិវឌ្ឍមិនមែនយូនមកអភិវឌ្ឍទេ ប៉ុន្តែសបថ្ងៃនេះបងប្អូនសបថ្ងៃនេះបងប្អូនដឹងទេសបថ្ងៃនេះនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីចំការកៅស៊ូសំបីតែខ្មែរយើងចូលក៏យូនវាមិនឲ្យចូលផងវាអត់ឲ្យទៅជន់ដីនៅកន្លែងចំការវាទេបាទហើយយើងសួរថាហេតុអីបានខ្មែរមិនអាចទៅជន់ដីនៅកន្លែងនឹងបាន វាថាបើចង់ដឹងទៅស៊ូហ៊ុនសែនទៅណែចោះតម្រុំនឹងយើងដាក់ឲ្យយូនអភិវឌ្ឍទៀតបួនខែនឹងឲ្យយូនអភិវឌ្ឍទៀតវានឹងបិទឈប់ឲ្យខ្មែរយើងចូលណាយើងគិតមើលនៅរតនគិរីចំការកស៊ូចំការជេកយើងសួរថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាកម្មករប្រមាណអ្នកទៅធ្វើការនៅក្នុងចំការនឹង អត់ទេណាបងប្អូនចំការកស៊ូសិតតែកម្មករយូនយូនវាយកជំនឿជាតិយូនមកធ្វើជាកម្មករហើយខ្មែរយើងបែរជាអត់ទៅវិញណាយើងមានអ្នកវិនិយោគទុនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែអត់ការងារធ្វើព្រោះគេអត់បានយកកម្មករខ្មែរដើម្បីទៅធ្វើជាកម្មករគេយកជំនឿជាតិគេមកធ្វើជាកម្មករជំនួស ខ្មែរយើងទៅវិញបាទហើយយើងចំណាញ់អីអត់បានអ្វីដែលជាចំណាញ់ទេគេមកថាដាំកស៊ូប៉ុន្តែគេមិនដាំកស៊ូគេមកកាត់ដើមឈើដាក់ជញ្ជូនទៅប្រទេសគេកាត់ដើមឈើអស់ហើយគេដាំកស៊ូបន្តិចបន្តួចដើម្បីកំបាំងភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរគេជីកកាយយកមាសយករ៉ែរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទៅមើលបើថាខ្ញុំនិយាយលៀបពោះឲ្យបងប្អូនទៅមើលខ្លួនឯងចុះ បាទទៅមើលទៅណាអាខ្មែរក្នុងស្រុកប្រាប់ទៅដល់អាខ្មែរក្នុងស្រុកណាឯងគូបើកភ្នែកឯងគូចេះស្រឡាញ់ទឹកដីផងណាសរសេរដាក់ឈ្មោះនៅក្នុង profile សិតតែខ្មែរក្នុងស្រុកឯងព្រមសរសេរដាក់ថាឆ្កែក្នុងស្រុកទៅហ៎ឯងដាក់ខ្មែរក្នុងស្រុកដូចជាវាមិនស័ក្តិសមទេ វាអន់ជាងពួកអញខ្មែរក្រៅស្រុកដែលអញចេះស្រឡាញ់សង្គមជាតិចេះនិយាយដើម្បីការពារប្រទេសជាតិការពារទឹកដីប៉ុន្តែឯងដាក់អសរលូកូសិតតែខ្មែរក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែឯងធ្វើជាឆ្កែឲ្យជន់បរទេសមកបំផ្លាញជាតិខ្មែរណាឯងធ្វើជាឆ្កែដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យជន់ក្បត់ជាតិដើម្បីកាត់ទឹកដីឲ្យយូនណា ល្មមដូរឈ្មោះឯងឈប់ដាក់ថាខ្មែរក្នុងស្រុកទៅឯងដាក់ថាឆ្កែក្នុងស្រុកវិញយល់ទេហ្នឹងដាក់ឯងដាក់ថាខ្មែរក្នុងស្រុកអញ្ចឹងវាអត់សមទេនៅសំនេររបស់ឯងហ្នឹងឯងគូតែដាក់ថាឆ្កែក្នុងស្រុកវិញបាទណាកើតជាឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះមិនការពារផ្ទះបែរជាគ្រប់គ្រងឲ្យគេកាត់ទឹកដីឲ្យជន់បរទេសថោកទៀមឡើយ បើអញធ្វើជាឆ្កែនៅក្រៅប្រទេសអញចេះព្រុះដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិការពារទឹកដីប៉ុន្តែឯងឆ្កែនៅក្នុងស្រុកបែរជាឯងទៅគ្រប់គ្រងជន់ពួករលួយដើម្បីកាត់ទឹកដីឲ្យជន់បរទេសណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបងបាទថ្នាក់នាំខ្មែរអត់លទ្ធភាពអភិវឌ្ឍប្រៃវែងនៅតែឈ្នះ ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរវាគ្មានសមត្ថភាព
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទប៉ុន្តែវាគូតែរកអ្នកវិនិយោគមកអភិវឌ្ឍមិនមែនប្រកល់ទឹកដីនឹងទៅឲ្យយូនទេឲ្យយូនអភិវឌ្ឍទេណាយើងគូតែរកអ្នកវិនិយោគយើងមានកុងត្រាមិនមែនកុងត្រា 90%របស់ធម្មនុញ្ញគេឲ្យមានកងត្រាប្រមាណ40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនណាហើយនៅក្នុងកងត្រាហ្នឹងក្នុង50ឆ្នាំហ្នឹងគេមើលអំពីលទ្ធផលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងបានរីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 10%ប្រសិនបើគ្មានទេនៅគ្រប់កងត្រា50ឆ្នាំគឺរដ្ឋបាលមិនអាចបន្តបានទេគឺលុបចោលបាទលុបកងត្រាហ្នឹងចោលរួមអ្នកវិនិយោគថ្មីដើម្បីមកដាក់វិនិយោគហើយនៅក្នុងអ្នកវិនិយោគមួយចូលមកក្នុងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសគេនីមួយៗគឺគេត្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគហ្នឹងត្រូវធានាផ្ដល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹង 30%ឡើងទៅបាទទើបគេអាចឲ្យចុះកងត្រាវិនិយោគប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរផ្ដល់ការវិនិយោគឲ្យជនបរទេសមកវិនិយោគបែរជាគ្មានកម្មករខ្មែរមួយគ្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសួរថានឹងឯងជាការវិនិយោគមិនមែនជាការវិនិយោគវាគឺជា ការមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលក់ទឹកដីឲ្យគេបាទឲ្យបងប្អូនគូពិចារណាបាទវាគ្មានច្បាប់ប្រទេសអាណាប្រទេសអាឆ្កែណាដែលគេឲ្យជនបរទេសមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសគេហើយពលរដ្ឋគេមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគនឹងទេបាទណា កូនខ្មែរនាំគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីទឹកដីជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទកូនខ្មែរយើងគួរតែនាំគ្នាក្រោកបងប្អូនបាទប្រសិនបើយើងមិនដោយដូចអាបណ្ឌិតស្អីគេអ្នកស្រាវជ្រាវរដ្ឋសភាគីវឌ្ឍនាគេនិយាយថាអីយុវជនខ្មែរមិនគួរ លូដៃចូលនៅក្នុងរឿងនយោបាយមិនដឹងអាមណ្ឌិតម៉ែវាអីទេណានេះអាមណ្ឌិតគីវឌ្ឍនាហ្នឹងអាមណ្ឌិតគីវឌ្ឍនាហ្នឹងខ្ញុំលឺសូរលីហឹងលីហឹងដូចវាធ្លាប់មកដូចវាធ្លាប់មកនៅអូស្ត្រាលីដែរបងប្អូនបាទស្រុកកណាត់វានៅខេត្តបាត់ដំបងបាទឥឡូវហ្នឹងគេខ្លាយជាបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងរឯនៅក្នុងអីគេរដ្ឋសភាបាទហើយមកនិយាយមកដូចសំរាមនិយាយមកដូចមិនបានចូលសាលារៀនហើយការនិយាយរបស់វានឹងដែលវាលើកឡើងមកនឹងមិនដឹងថាវាចេញមកពីប្រភពណាទេបាទវាកើតចេញពីប្រភពណាវាកើតចេញមកពីអាចជ្រូកឬវាកើតចេញមកពីអាចកបីឬកើតចេញមកពីអាចគូអាគីវឌ្ឍនាណា ដែលវាលើកឡើងមកនិយាយថាយុវជនកុំលូកដៃចូលទៅក្នុងរឿងនយោបាយបាទវាអត់ដែលឃើញប្រទេសណាដែលគេទៅហាមប្រាមយុវជនមិនឲ្យចូលរួមរឿងនយោបាយបាទប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនណាបងប្អូនគឺគេមានការចូលរួមពីយុវជន បាទមានការចូលរួមពីយុវជនរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលយកពីផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនដើម្បីយកមកពិចារណាយកចំណុចដែលល្អដើម្បីយកមកអនុវត្តនោះទៅប្រទេសមានការរីកចម្រើនប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតគឺគេបណ្ដុះយុវជនឲ្យចូលរួមនៅផ្នែកនយោបាយបងប្អូនឃើញប្រទេសថៃកាលឆ្នាំ 2022
ក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបណ្ឌិតសំរាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើមខ្ញើតើអគីវតនាបាទអាបណ្ឌិតសំរាំបណ្ឌិតចេញពីអាចគូបណ្ឌិតចេញពីអាចក្បីបាទណាមានតែសັດទេដែលវាមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយបាទមានតែសັດទេដែលមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយណាហើយយើងជាបណ្ឌិតទាំងមូលយើងគូណាតែបណ្ដោះផ្នត់គំនិតដល់យុវជនដើម្បីឲ្យចូលរួមពីកិច្ចការងារសង្គមបែរជាយើងជាបណ្ឌិតយើងទៅហាមប្រាមមិនឲ្យយុវជនប្រៀបស្មើដូចយើងកំពុងតែជន់បំលិចនៅគំនិតយុវជន ជន់បណ្ឌិតយើងមិនបានបណ្ដោះនៅគំនិតយុវជនបែរជាយើងជន់បណ្ឌិតនៅគំនិតយុវជនទៅវិញនេះឬបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរបាទបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរគឺជាបណ្ឌិតដែលអត់សាលាបងប្អូនបណ្ឌិតឡើងតាមបពុតាមកហៅថាអកតិ៤យ៉ាងណាលំអៀង ព្រោះស្រឡាញ់អីចឹងទៅបាទលំអៀងព្រោះតែអាណិតចឹងទៅលំអៀងព្រោះក្រុមបពុអញចឹងទៅបាទណាធម៌ពុទ្ធគេហៅថាវាអកតិវាមានបួនយ៉ាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពួកអាបណ្ឌិតបណ្ឌិតដូចសណ្ដានពួកអាបណ្ឌិតគីវតនានេះមិនគួរណាមានឈ្មោះជាបណ្ឌិតទេបាទ វាគូតែសម្រាប់បាទសម្រាប់នៅក្នុងអាចកបីបាទណាហើយយកមកធ្វើជាបណ្ឌិតហើយដល់ពេលពលរដ្ឋជាក្បាលហើយអញ្ចឹងតែឲ្យមានការឈឺចាប់ឯងបើក្នុងនាមឯងជាបណ្ឌិតពិតប្រកបមែនពេលពលរដ្ឋជាក្បាលហើយអញ្ចឹងតែឲ្យមានការឈឺចាប់ឯងបាទណាគូតែមានការឈឺចាប់ហើយ មានឈ្មោះជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែក្មេងធ្វើគូធ្វើកបីជាក្បាលឯងណាស់នៅផ្នែកគំនិតដែលឯងបណ្ដោះចេញមកទាំងដែលមិនដឹងខ្យល់អីនេះប្រទេសយូនបងប្អូនបាទចុះបណ្ឌិតបណ្ឌិតក៏អាចឆ្កែជាអ្វីទៅអាបណ្ឌិតអាចឆ្កែនឹង អាបណ្ឌិតអាចឆ្កែកើតចេញពីអាចឆ្កែនឹងគឺអាបណ្ឌិតគីវតនាហ្នឹងឯងគឺអាបណ្ឌិតដែលវាមិនបានបណ្ដោះផ្នត់គំនិតយុវជនបែរជាវាទៅជន់បំលិចនៅផ្នត់គំនិតយុវជនបាទហ្នឹងគឺអាបណ្ឌិតអាចឆ្កែលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដោះនៅផ្នត់គំនិតបណ្ដោះនៅស្មារតីយុវជនឲ្យចេះ ការពៀជាតិឲ្យចេះយល់ដឹងអំពីនយោបាយបាទដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបោកដើម្បីកុំឲ្យគេនឹងលួចលក់ជាតិយើងទាំងដែលយើងមិនដឹងអីអញ្ចឹងបានលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ខំប្រឹងប្រែងបណ្ដោះផ្នត់គំនិតយុវជនឲ្យយុវជនត្រូវតែស្វែងយល់អំពីពាក្យថានយោបាយស្វែងយល់អំពីសង្គមជាតិបាទ តែអាបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នដូចអាបណ្ឌិតគីវតនានេះជាបណ្ឌិតអាចឆ្កែបណ្ឌិតអាចឆ្កែណា
mình bận đọc mặt cầm nứt bồ rót bài tờ chia chân bình lịch dụ của chân thật tịt mà mạch trong khơi dụ của chân căn keo chua keo kia phát xì si mến từ lũ anh sẽ bài chất và đọc bê dụ của chân kết cu khoa khoai rương sừng côm chết rương là dụ bài lũ anh bài chưa mình bình chất bình chất tha lũ anh nâng khai kì chè chiêng lũ anh từ lũ anh tỏa ham pram kì khai kì chè bởi dương thôi chưa bình đất dương còn khai ba dương còn khai nấu sùm nô dụ của chuẩn dương còn khai nấu sùm nô đai bởi chìa bởi sù ba nông niệm dương chưa bình đất nha trong su ấy su mà dương bọ sài nấu ở vay đại dương trâu bọ sài ba khai ấy để trâu bọ sài nhóm chưa chết thả nấu khăn Australia nè bọn ôn dương chỉ chơi nhóm đa phần mà là tận một nước khi nhóm đa ban chơi mình tên mà bọn nhóm đa nấu Australia nữa bọn ôn nấu khăn tế Australia cứ quát đau cả hai kháng á, tại quát mình hiên là dễ vậy, tại quát đau cả hai bà quát tha dương nị dây rồi quát đòi son tệ vị thi cứ pui à tạc hôn bị ắt đập chẳng dương su khnia nhận na hiên căn gặp lưng bà dương của mô khnia bạn buồn pram mơn nhẹ nè nị sắt nước nông bờ tây Australia nè đó bà bồn pi mơn pi mơn của môi puan nè chiêng bà pi mơn của môi puan nè pi mơn của môi puan nè nên cứ nấu chấm nôn bún steak bà Melbourne Sydney Queensland Canberra bà có tha Brazil bờ nè na hiện căn gặp lương to dương cho tụi mày tụi chặt tụi cô hồn bà nhóm bon nói bóp ôn dương bằng các con cầm lang phát ra ở vốt tụi chặt bụi tụi cô hồn bà con miền thang ai đây bóng ôn con miền thang ai đây bà hai bóng ôn nó không tế Australia này có bông tại phó cử trù giang khăn này bà phó cử trù giang khăn này nhé ai khiếm nâng sơ xâm từ đó rất ba Australia đầm bay thuê lịch khách mùi bà chọc tờ bà tế khmer chỉ vất mùi viên bằng thay và man này nhưng thuê đầm bay chết thuê đầm bay bố rốt khmer thôi mấy ai ta chắp bụi à ta cô hôn rồi mấy bạn hai bậc mình men trăm bốc nhóm ta bảo man nữa nâng tê để hiến nó nhóm chơi chết tha bố rốt rốt liên nữa nâng châu rùm bà nâng châu rùm khơi bố quát mình mất mình co chết ta tha kê nâng chết ta mơ ngây chết ta cầm riêng kê bàn nhóm prap ta bụi ta cô hôn sen nè prap ta hôn sen này bàn chắc bà khmer là na kì khai lũ anh đi bà khmer là na kì khai lũ anh đi nè lũ anh sẽ cho lũ anh không sẽ từ cách tết nâng lũ anh nâng khơi nha nâng khơi nhỏ vậy để lũ anh trâu khơi nha hãy xong phát đâm nhớ tớ à tinh muôn hôn mà này à tinh muôn hôn mà này anh chưa chết hả anh lên hiên trong hiên mau à bà tế Australia đi đây dạ yeah. Chỉ phải xếp của mình trai đôi ấy kì à cơm xanh được phép mạch ai lên hiện ở các bạn mà ngay muốn ở các bạn mà lên từ chỗ nó không restaurant mùi và đơm thác chỗ nó không restaurant mùi nó không phim lại nó không Macedon và đó là bê kỳ đăng tha à cơm xanh được phép máu ở hiện chặt cầm vị thi nâu restaurant Macedon kia được chặt cầm vị thi nâu nó nâu ấy kì cái hậu ấy cái khi ông pleasure bà nấu hồ vô trip tiếp cái hậu ấy cái đây khi tôi lúc chặt bát mà nước bột đập nè bố cầm ruộng biết bao chặt nấu Macedon à cơm xanh đẹp à lâu à cơm xanh đẹp anh hiện tại ở các bạn mà đang Australia tiếp và hai chữ cụ bà và hai chữ cụ à khi ông xong phải đâm nhờ tàu à mình tay bắt bị chi chuẩn bà dương khơi nhá bóng ồn mình có khai
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាក៏ដោយដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងសារថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាក៏ដោយដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្រាលីនេះដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅលើបពាជីវជនគេនឹងស្រាវជ្រាវឃើញហើយគេចាប់ដាក់គុកដល់ 2 ខែហើយគេដកសញ្ជាតិគេដេញទៅប្រទេសខ្មែរទី 2 អ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងអចរណៈទ្រព្យជាជនជាតិខ្មែររស់ស៊ីអចរណៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្រាលីបើគេត្រួតពិនិត្យមើលឃើញថាការអចរណៈទ្រព្យនឹងគឺជាការលាងលុយកខ្វក់ របស់ពូជតកូលហ៊ុនគេចាប់ដាក់គុកដល់ 2 ខែហើយគឺគេដកសិទ្ធិការរស់នៅបណ្ដេញទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំឃើញពួកអាគណៈបពាជីវជនបាទនេះនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមួយអាបពាជីវជនដែលសំមិញសំមងៃហ្នឹងកាលថ្ងៃសៅហ្នឹងគេទៅចាត់ផាធីនៅឯណោ មេអីគេអោសង្គុនកញ្ញាមកបាទណាគេទៅចាត់អាមួយនេះក៏អត់រួចខ្លួនដែរហើយមួយទៀតអាមួយនៅឯគេហៅថាហូវវ៉ត្រីបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរសាក់ 5 បាទហើយក៏អត់រួចខ្លួនដែរចាំមើលតើរដ្ឋបាលអូស្ត្រាលីគេធ្វើម៉េចបាទ ណាកុំសង្ឃឹមថាឲ្យទិញសញ្ជាតិគេបានគេគ្មានសិទ្ធចាប់ឲ្យដាក់គុកណាឥឡូវហ្នឹងពូជពួកអបពាជីវជនលេងហ៊ានអត់ក្បាលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទាំងដារុងដារ៉ាមកសិតដល់លួចលាក់ណាអត់មកដោយលឺមុនលឺមុនមកសិតដល់ចំហអូប្រកាសបាជីវជនឲ្យចូលរួមមកគ្រឿងអាឡូវមកបងប្អូនសិតទៅជួលនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់គេ ស្ងាត់ស្ងាត់លោបលោកក្បាលឲ្យគេដឹងឯងបាទណាថ្ងៃមុនហ្នឹងអាគេមកគេប្រឹងចាត់នៅរិស្រងមកស្ដិនហ្នឹងខ្ញុំដាក់មកឃ្លីបភ្លឹបអត់ហ៊ានចាត់ឯណាអត់ហ៊ានចាត់ឯណារត់ប្រុចអាគឹមសន្តិភាពមកខ្ញុំថាទៅជួបមួយអាគឹមសន្តិភាពបន្តិចបាទប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានឯណាគឹមសន្តិភាពណាខ្លាចម្ល៉េះអ่ะឯងក៏ខ្លាចម្ល៉េះ ហ៎ឯងនៅស្រុកថៃឯងនៅស្រុកខ្មែរឯងធ្វើបាបអញឯងមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឯងដឹងរត់បាស់ជើងឯងណាអាហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រជុំរដ្ឋសភាថ្ងៃមុនបងប្អូនអត់ហ៊ានមកដេកនៅតាមរោងរែមធម្មតាទេដេកនៅក្នុងកាស៊ីណូបាទដេកនៅក្នុងកាស៊ីណូនៅរដ្ឋវីកតូរីអាហ៊ុនម៉ាណែតហើយដល់ពេលដើរពីកន្លែងស្ថានទូតនឹងមក มันเหม็นដើរដូចនៅយុរដ្ឋមន្ត្រីគេដើរដូចអីណាគេឲ្យដើរនៅអាខាងក្រោមហ្នឹងមកខាងលើខ្ញុំប៉ាតកម្មបាទអត់ហ៊ានទេណាអាអូឲ្យនឹងកូនមកដល់ប្រទេសក្រៅសិតតែគេវាស់ដីឲ្យដើរវាថោកទៀតដល់ប៉ុណ្ណឹងណាពូជពូអាតកូលហ៊ុនណាហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបងប្អូនទាំងអាប្រធានសមាគមនៅឃ្វីនសឡែន ធានាមកគុំនៅឃ្វីនសឡែននឹងកាយមុនខ្ញុំទៅសួរគេថាគេអត់បាននៅបពាជីវជនទេគេជាកណ្ដាលបាទណាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបងប្អូនខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំសួរបូពូជតកូលហ៊ុនវាបំផ្លាញជាតិមិនតែខ្មែរនៅខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺខ្មែរគិតតែពីសបាយបងប្អូនគេអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្មានទេបានកាលអាមុនអាគឹមសន្តិភាពមក គេឲ្យម្នាក់500ដុល្លារ500ដុល្លារនៅគ្នាតោះហើយតែផឹកស៊ីខ្ញុំទៅចាប់សູ້បងអើយចាប់សູ້គេថាគេគាត់ស៊ីយកមកឆ្អែតមកឆ្អែតតើគេមិនបានទៅចូលក្បាលជាមួយពួកហ្នឹងឯណាហ៎ហើយក្រុមពួកអបពាជីវជនវាយល់លុយរាប់លានវាយល់មកចំណាយបាទមកចំណាយនោះនេះមិនចេះតិចណាបងប្អូនមិនចេះតិចថ្ងៃមុនហ្នឹង ก่อนตะกี้ประชุมบ้านประหาย 30 40 นี่เอ้ยគេទៅជួលនៅអាកន្លែងស្ថានគារអីគេនៅណានៅគេហៅគេអឺស្អីគេបងប្អូនអស់ឡើង
ប្រាំសែនដុល្លារបងប្អូនប្រាំសែនដុល្លារហើយសួរថាលុយនឹងបានពីណាមកក្រៅពីបំផ្លាញនៃកញ្ចប់ថាវិការជាតិណានឹងពូចពូអត់តកូលហ៊ុនឥឡូវដូចបាត់ក្បាលអាគឹមសន្តិភាពលេខហ៊ានអត់ក្បាលមកហើយឥឡូវថ្ងៃមុននឹងគេឲ្យក្រុមអាចកចែមគេមកបងប្អូនណាក្រុមអាចកចែមគេមក មុននឹងអ្នកមុខអ្នកកាមកគេសិតតែមកដល់ជួបផ្ទះតាមនេះបងប្អូនតាមម៉ាស់ដិនលោកកលីគេដល់ជួបផ្ទះដើម្បីឲ្យអ្នកមុខអ្នកកាគេមកដឹកបាទជួបផ្ទះមកចាំមួយខែពីរខែមុនអញ្ចឹងដែរណាបាទហើយដល់ពេលអ្នកមុខអ្នកកាគេមកយកទៅគេថាគេសិតតែមកពីនេះមកពីនោះតាមការពិតពូវាមកពីខ្មែរហ្នឹងឯងបាទ ចរៈថោទៀតយាយពួយពួរអតកូលហ៊ុនវាធ្វើម៉េចវាធ្វើម៉េចគម្រាមគេជួលគេម៉េចដើម្បីអានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាបាទហើយនៅក្នុងស្រុកថៃដូចគ្នាដែរនៅក្នុងស្រុកថៃមានអាកូនឆ្កែឈឹមវិបុលមួយបាទឆ្កែឈឹមវិបុលហ្នឹងឃើញកូនចៅវានឹងរៀបការប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាបាទណាអាឆ្កែឈឹមវិបុលហ្នឹងកូនចៅវាមកប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណា ថាអីណាបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើคลิปធ្វើអីវាយប្រហារបបឆាំងឬថាធ្វើคลิปធ្វើអីទៅគ្រប់ត្រអាគម្រោងនេះគម្រោងនោះរបស់សម្ដេចហើយថាឲ្យលុយម្នាក់ 500 บาทប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើទេព្រោះវារឿងវាអត់ប្រយោជន៍ណាណារឿងវាអត់ប្រយោជន៍ណាណាអីស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងឯងកូនចៅពួកអាឈឹមវិបុលឈឹមអីហ្នឹងពេលវាធ្វើคลิปមកคลิปអារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគេឲ្យលុយតាមរយៈអាឈឹមវិបុលហ្នឹងឲ្យម្នាក់ 500 បាទប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាអាឈឹមវិបុលអត់យកទៅឲ្យក្រុមពួកហ្នឹងទេ อาชิมวิบอลสีดัดปรามรวยปรามรวยปรามรวยดอกเนี่ยต้องเคยมาเนี่ยบางคนอาชิมวิบอลสีดัดเนี่ยอันนั้นเราขนมสระไทยบ่าปูอาโกนเจ้าปูอาเอฟออปูอาเฮฮอมออมดำเนินจมูกอาชิมวิบอลนั่งเป็นเนี่ยปราบขยมเป็นเนี่ยปราบขยมไฮ โกนเจ้าเวียเวียทาเวียบานปนได้ปิดหรือมันปิดเนี่ยเวียบานสู้อาชิมวิบอลได้ถ่ายหน้าลุยได้คอมทัวร์คลิปทัวร์ไอ้ความตัวนั่งเนี่ยการนั่งปูเวียเต่าคู่กับนาตนาก็ได้ปูอ่อนนั่งบานสู้อาชิมวิบอลได้อ่าเวียสัตว์จะจูลอ่ะบ่นเอาทัวร์คลิปมวยมวยความตัวนี่ความตัวนู้นสัตว์จะจูลอ่ะ มันแมนเจงปีอะบัมกะเตะมันแมนเจงปีชั้นเตะนะสัตว์จูลอ่ะอันนี้คือสันดานปุยปัวปะปิจิจวนสันดานปุยปัวตะโกนหุ่นนะเวียนจังเวียเท่าดอกขนาดน้ามาดันออสเตรเลียดาวจูลมนุษย์ในออสเตรเลียมันเนี่ยพรำรวยละมันเนี่ยพรำรวยละได้จูลมาเฮ้ยไอ อ่ะมวยน้องกีตะกวมตัวคนมาได้กีเจียดเต็มเพลิงจมูกขยมได้กีสู้ขยมท่าตะกวมตัวคนมาได้ตะกวมตัวคนมาได้เต้เต้าประชังคนมาได้เนี่ยให้ไปสู้ท่าตะกวมตัวคนมาได้เต้าคนมาได้กีเอาเหมือนเนี่ยพรำรวยกีท่าเอาขยมเหมือนเนี่ยพรำรวยได้บางไอ้เต้าเอ้ขยมท่านกน้องปฏิออสเตรเลียพรำรวยเพื่อการมาไงบ้านตะเคลียนไอ้อาลุย ปุ๋ยลุยอาลุยปลักโดยเชียมเนี่ยเวียนลุกเจ็ดเวียนลุกสมบัติทั่วมาเจ็ดเวียนเก็บเกณฑ์ลือกำลังยืดเชียมปูรอดบ้านบุญปามรวยอาลามเอายืงซีนี่แต่ยืงซีชงั้นเนี่ยปุ๋ยก็เคลียนมาเลยยำท้าเอาจังอัดสังัดหมดเชิงอัดเห็นอัดเห็นต่อหมดมือยำไหมนะอ่าให้เมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยเต้ากิสต์จะเอาในใจท่าไอ้เก๊ ខ្ញុំមកដោយឆន្ទៈដោយលុយខ្លួនឯងអាចអាចទេភ្លើងជាមួយអញបបួលអញឲ្យចូលទៅគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យអញ 500 ដុល្លារនឹងស្អីគេអ่ะបាទ
chơi à à xôn xây nịch anh có bắt chuyện của đôi mày như thế nào á mới chấm lạnh na có bắt chuyện mà à xôn xây nịch thao tiệm lại có bắt chuyện lại na xong bay à lôi ruột lôi prakhe ấy anh mình đây từ si ấy mà real phong anh có bắt tận na nhé có bắt cái đôi mày về thế nào nè bởi anh cắt bằng plan pre chưa cắt tự đây đôi pu trả tờ cô hôn sen anh đứng chọn anh ta có bật chết cho anh nhặt tha đi anh mình đang tông bằng plan ấy chết sạc luôn anh một và anh có bật chết anh mình đang tờ quan tro oi à hôn sen đứng tờ cắt tự đây mình đang tờ quan tro oi à hôn sen đứng việc tờ cắt đơn chưa phong anh có bật chết rồi mày bật chết mày nghe anh say thế nào á mình xôn xây nịch anh mình men pui pua ta cô hôn sen đi anh pram ngày anh mình men pui pua ta cô hôn sen đi pui à ta cô hôn sen vía bắt chiết bầm plan cái chóc tha bị ca chiết vía bóc bà cô prum đen bắt tự đây và tích cam và chia rồi hốt ở đó sam sập mẹ à sam sam sập kilo mẹ cửa rồi bắt bóc bà cô prum đen rồi bắt tự đây không ai sam sập pram mẹ kilo à lâu về trong cắt bốn khét ôi từ dôn thịt nè việc cô bà hai chí vứt nè bùi à ta cô hôn sen bà hai chí vứt đang bùi nhé bùi à ta cô hôn nè hay anh có bắt chết ta nè chà ngay cho xe nước mình thao đấy ấy á à, mình xôn xe nịch anh xong đây anh thao bần tay ngay cho xe nước ngay áp thao luôn mày á à. Hay ngay để chỉ môi anh để ấy rồi anh thôi cho nước ngay áp thao để ấy nhá ngay con là say kia si chào thì để chào những ngày mà thao thì mách anh chọn bơ cả cài ấy đi nhá chọn bơ cả cài sần đan ngay đi mà anh mình chưa là mạnh mình say nịch nhá vì muốn mau ngay như mạnh ngay tao cả lấy na cho mà anh đăng này ngay để cho mua na mà anh đăng này nhá hay à chung bị bơ tao để cho mua miền na cả anh đăng ngon đăng con trao ngay pháp anh đó nè con trao chứ bị bỏ pháp anh đó nè nhé si lui kê mô bỏ man à chung bị bỏ ôi à nít thua clip á à, à hôn mà nét à hên su ôi lui nẹ na nâu thay hiền tranh clip quam trô xâm đạch quam trô cùng rung đi cùng rung nô khăn ông mà clip ban pram rồi bạc pram rồi bạc à hôn mà nét à bà phơ nè à là ngon hôn mà nét à bà phơ hôn mà nét vì đăng vô lùi nâng nhớ ta mà rồi dạ chương bị bỏ hà chương bị bỏ lọt bàn vô lùi nâng ta ôi còn bộ nữa để thua clip nâng tê xì đạch hai bộ nâng rê ca prap prap anh nhé nè mì xây nịch rê ca prap anh thua clip ôi còn muốn anh rê ca prap tao à hên xô mà đoàn ơi rê ca prap tao à hên xô rương à chương bị bỏ à chung bị bỏ từ chụp bỏ là có đọc nè ơ oh, đã buôn buôn bát à chung bị bỏ thơ bay slip nhờ tàu khám ai bì mơn bát à nâng à nè đã snap cho mùi nè à chung bị bỏ nè nhờ anh nè nè nhờ anh đọc bây anh là dây rút ấy rút bà à chung bị bỏ vô lươi nâng tàu ai bút nè để thơ clip mên ớt nè ai hiến spot ở làm được bánh hiến spot ở được bánh trong pu cho đã chưa bỏ nè ai còn smart tha anh mình đăng ấy con trao ai còn tha kia sờ lại nhà anh nè này con trao ai rơi cao phạm anh đúng không ai thua ai kích mình thoát bị anh đi hai à hên su bà à hên su comment telegram cho mỗi anh này anh rơi cao phạm ta à hên su nhé bà bụt mì xuân xây nịch nâng hai bọt chiệt mì xây nịch nâng bì dùn ta vì lộn luôn mò sọ thay mình khuất khom prăng rô xì đê bóng bồn mò lộn luôn nó sọ thay mì xây nịch bà kì mò sọ thay kì khuất khom prăng prăng rô xì mì xuân xây nịch mò sọ thay mình khom prăng rô xì đê đờ lộn luôn tam online bà lộn luôn tam online mì xây nịch nhỉ xuân xây nịch nhỉ
Mình bạch lẹ nâng anh tê tụ nước nông bà tê thay á. À chung bị bol việt tiếp được chôn mà khỏi anh tê. Hay bố là co này việc cực cường cứ sức tại cực cường bố là co cả đeo anh tê. Yeah, cực cường bố là co đơ sổng lót cầm riêng bố là co hay vô tờ ôi kì quâm trô anh. Yeah, xu thả bố nâng smọt trăng mùi anh nhé. Ốt smọt trăng mùi anh tê. Miền rừng ấy mà nát bố nâng rơi cá prap anh được ạ. Yeah, bố ấy sức tại đơ tam khỏi anh tê. Đúng bây ấy chăng phư ấy cái đó anh có lựa anh bán đây. Nó mì xây nít cái này. À chung bí bol cái này. À cơm chùm ra ơn cái này. À đế. Cô ấy sức trên tâm khá ba đọc bí. Bí bát đây lâm lâm thế ấy. Cô ấy đơ xe lư anh tâm rồi thế. À phư. Nế. Mì ách. Mì ách xây nít. Nhưng mà cháy rượt là mấy. Anh đang rừng hàng ngày nhưng ta để chú mùi bọt nít bọt nốt. Nế. Môn tổ bông rô xì lô online. Kì lô kì tinh online rồi. Khi mình ơi biết nhờ ta tâm presini. Nhờ ta tâm. Ây đây kì ơi biết vô ta ơi kì tuol đào cả lầy. Ây mì xây lịch đứng vô ta ơi kì đào cả lầy mến mình ơi. Xì chọc nha rụi sạch. À. Rừng nâng anh đã rít cùm ruông ca. Nha. Anh đã rít cùm ruông ca tham mạch ơi biết nhờ ta tâm presini. Rít nhờ ta tâm. Lạc sạch đà là ây đây. Mạch nhờ đi. Ôi bia vô mà ôi dưỡng đo cái lệnh mà. Bia mà đo cái lệnh hay. Dưỡng thơ si đừng. Mẹ nó sẽ nịch. Để ngay anh ta đi chứ mùi prom nạ mùi nướng. Để ngay anh vô. À lộ bọ để ngay lộ tạp online nướng. Tớ ôi kia đo cái lệnh nướng. Cứ anh nạ rít cùng ruông. Nhá. Ở mấy rớt ở mấy. Rớt này. Ơi phụ ngay. Mình ai. Mà lên chú mùi nữa, bà con là bách đọc bụng mùi thế. Nha. Hai à chùm bí bol. Ai cầm riêng anh bán, cầm bần tay con chào anh nhưng. Sật tế nữa, bùm nôm xa ôi anh thế. Nha. Anh phát đâm bùa anh nhá. Lên chú mùi ở Đà Rô. Đôi cái hào thác đôi đậm bol. Nước nóng tự xử mọt nhận. Ha ha ha. À. Mì xây nít à chung bí bol. Ất chua là đà rô. Bố ấy nó cầm rất tiêm nè. Bố ấy nó ấn nè. Xoay nè. Thôi ai là rô mình bán đi. Dô lê. À chung bí bol. À con chá kè. À con xa nọ. À con xa nọ. Chẳng thôi đà rô. Tại đó rồi anh bắt đáp anh. Ôi ta bụi ở bạc bà chí chân. Mình tha rút thầm mình trây mà tha ấy đi. Bởi anh cung hay anh cung kích rồi bị anh ở sao. Kích rồi bị anh đi. Nè. Nè. Anh ta đo cái lệnh nè anh. Ta đo cái lệnh nè. Anh mơ cái lệnh nè mà bôn. Cái lệnh nè kì lập bây tha sứt ở bạc bà chí chân. Bước xa mà cung khám ai. Dương nâng kì bán cho chú mô bạc bà chí chân. Có chân năm bì bò anh. Bì bò anh mà phải. Cái mà cái phẩm mô bố rốt nó nâng ai cho chôi mùi kì. Vẫn thế kia cho chôi. Vì bạc bà chì chuyên mô lấy ná kì tê bạc nhầm trưng trưng. À. Tê bạc nhầm ngờ. Hay bạc bà chì chuyên mô lấy đá mà nó nhầm đăng. Còn ngày sau đi ạ. Bà. Còn ngày sau dương nè. Ngày nâng ngày ấy ngành kia ấy. Sau à tất chăn kia. Bốn ngày muốn nâng. Mì ao sử côn cà nhà kì mô nâu. Nâu, nâu cái lãnh restaurant mùi đó. Khi màu trình lộ sầm bột. Bà sầm bột mùi mà rồi là. Bà. Màu sẵn hạt chân mà bồn. Ất ơi nát đăng ấy. Bố à đà răng à đà ra. Ây ây màu đứng sật màu lụi lẹ. Bố à bạm chí chuyên ấy màu sật màu lụi lẹ bằng bồn. Màu sật đờ nông rượt kram á. Bà. Mình hiện đời, đời sợ đời đông răng kram. À, quả bạc bà chị chuẩn. À lâu, Australia kì bà cắt cơ coi dù mơ. Mơ mơ. À hôn mà nét. Bà ấy nên dù rất thầm trái, ai nâu à phải ai có sức nên dù rất thầm trái á ná. Và kì mình tuân chạp ai như lời tê bần tay bà kì rô khơi. Lùi tưởng ốc nó ngài bẹp buồn nó ngài.
ឥឡូវគេរកឃើញប្រមាណលានដុល្លារបាទប្រមាណលានដុល្លារហើយលុយដែលគេយកមកលាក់ទុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលប៉ពាជីជនគេយកមកនេះខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគេផ្សាយបាទណាឥឡូវរឿងធំហើយពូវារឿងធំហើយ មកអីហើយអាព្រាបសវត្តក្តីអាព្រាបសវត្តជាមួយអចរណៈទ្រព្យដែរឯងទិញនៅមែលប៊នហ្នឹងជាប់មុខសមុទ្រហ្នឹងប្រមាណ2លានដុល្លារហ្នឹងណាអាព្រាបសវត្តតែគេស្រាវជ្រាវឃើញថាលុយពួករលួយហ្អែងដឹងតែយកលុយមកចោលអាព្រាបសវត្តណាយកស្រាវជ្រាវដឹងផ្ទះវានៅតាណាតាណាដឹងអស់ណាណា นั้นปูดปะปิจิจันกาลแคมุนอังนโปก็จ่อมาสู่ខ្ញុំបាទអង្គនโปក៏ចុះមកសួរខ្ញុំថាមានអ្នកណាគេសម្លុតគម្រាមខ្ញុំអត់ខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំថាពូវាដែលហ៊ានថាបើអាណាហ៊ានសម្លុតគម្រាមខ្ញុំដើរចង្អុលមុខខ្ញុំអោយអង្គនโปចាប់បាទមិនត្រឹមមកចាប់ធម្មតាទេបងប្អូនគេអាចដកសញ្ជាតិបាទគេអាចដកសញ្ជាតិគេដេញទៅប្រទេសខ្មែរទេបាទ មានអាមេរិកណាមានកាណាដាណាពួកអបពាជាជនណាប្រាប់ហើយណាអូស្ត្រាលីណាបាទក៏ប្រមាណខែមុនហើយឃើញណារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភានឹងគេថ្លែងការម៉េចបង្កើតច្បាប់មក4មាត្រាហ្នឹងឲ្យមានសុពលភាពតាំងតែពី2017មកហ្នឹងគឺតាមដានចាប់ក្បាលពួកឯងនឹងឯង យល់ទេពួកអបពាជាជនណាឥឡូវអូស្ត្រាលីគេលេងខ្លាំងហើយឯងដឹងថាញ័រជើងហើយពួកអបពាជាជនឥឡូវខ្លាយជាកូនកដោរដ្ឋក្រមដីរដ្ឋក្រមអីទេពួកបពាជាជនសពថ្ងៃហ្នឹងបាទណាអាយរៀងអាយរៀងម៉ែខ្លាំងទេទៅណាម៉ែឲ្យកុំខ្លាំង មើលតែអាកឹមសន្តិភាពអីនេះមកសិតតាអូអូនក្បាលដល់ដីអាកឹមសន្តិភាពបាត់មានស្រីនិចមានសូនស្រីនិចជាមួយអាឈឹមវាបលរដ្ឋបាត់ណាខ្លាំងអីវាណាខ្លាំងអីវាវាចូលមកបានអភិវឌ្ឍបាត់ណាពូអាចរត់ថោកទៀម ឯងមិនដែលទៅធ្វើអីឲ្យបាត់បង់អីប្រយោជន៍ជាតិវាមកថាឯងសិទ្ធិក្បត់ជាតិក្បត់ម៉ែវាស្អីអាសែនវាកាត់ទឹកដីណាឲ្យយូនដឹកនាំសែ40ឆ្នាំបាត់បង់ភ្នំបាត់បង់មាសបាត់បង់រ៉ែបាត់បង់ទឹកដីវាមិនចោតថាក្បត់ជាតិមិនចោតតែឯងពើពលរដ្ឋអត់ដឹងខ្យល់អីថាឯងក្បត់ជាតិសំបីតែថាវិការជាតិមកគ្របឯងមិនបានចាយហ្មងបាទ ណាណាស្រុកខ្មែរប្រកែកប្រកែកមានអាខំប្រឹងរស់ស៊ីដើម្បីបង់ទុនចូលដល់រដ្ឋជួយរដ្ឋហើយចូលឯងថាក្បត់ជាតិណាអាសែនវាកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យយូនអុយអីវាអត់វាថាក្បត់ជាតិឯងវាថាអ្នកស្នេហាជាតិយីក៏ដូចម៉ែវាដែរណាខូខ្បាលខូខ្បាលអីវាអាប៉ះណាប៉ះអញមិនបានទេណាមិស្រីនិចអា มันจะตุ้มมวยไงเต้อ่ะนาก็ได้ไอ้ตะกวมตัวปูดปูอ่ะตะโกนหุ่นเชียงไงเนาะอ่ะปูดเวทเท้าเตี๊ยบปูดปูดปูอ่ะขบัดเชียดมันพลานเชียดตุ้มมวยทุสัยมาบ่เวทตะกวมตัวปูดปูอ่ะตะโกนหุ่นนึงเวทขบัดเชียดได้ปูดมีขบัดเชียดได้เลยว่าขบัดเชียดได้เลยอันมันได้เต้าทัวร์ไอ้ไอ้ปะปวดดอลพอลประโยชน์เชียดเต้ มันได้ตะกัดเดิมชื่อมาเดิมลุกอ้อยบอร์ดติ๊กเด้อบักกัดเดิมชื่อทเวอร์เตี้ยทเวอร์ละมอมกัดเมนปนแต่เบอร์อ้อยกัดเดิมชื่อโยตะลุกโดยปุยปัวตะโกนหุ่นน่ะเด้อเอาไอ้กัดเดิมชื่อลงเวียนพนมอ๋อโดยปัวอาเลยนวัตราชูเปรย์พนมตะเมารบโรยหัตตาเด้ออันนั้นจะเฮาท่าขบัดเชียด
เย่มีพลือนี่โจรมารับบัตรปูดเวียปูดพลือตาปูดมีใส่นิกมีซูนใส่นิกเนี่ยปูดเวียพลือปูดเวียเท่าว่าเชียมไม้เอาเวียบกเกิดเวียมาตั้งทะลุตั้งทะลุโฮเชียมมาตั้งทะลุเดี๋ยวอาจเมียนคู่ขบาร์เลยเกิดเวียเท่าเตียบโตตะกวมตัวปูอยากบัตรเจียดปูอยากตะโกนหุ่น เท่าเตรียมอัดควอลถ้าเกี่ยวกับพลานเจ็ดไอ้ไม่อัดเมียนควอลอะไรดิอ่ามวยนุ่งคอมอูดอ่าอ่าอ่าอ่าควะอ่าควะหุ่นแสนนี่เป็นคอมอูดบังเกิดกลุ่มรูงไตรเกาอภิวัตสมานกีกวมตัวนะกิจีขบาร์หลายไทยมั้งอ่าอูดถ้าอันเนี้ย อันคำเหมือนเกิดกลุ่มรุงนี่กลุ่มรุงไตรเกาอภิวัตน์เนี่ยปะเชียบรัดเชียอะไรแล้วก็กระผมพบลูกไม่สะสมโม่ไม่ฮะเอาไปสมโม่ปุยอยากบัดเจียดปุยอาตะโกนหุ่นอาตะโกนหุ่นบัดเจียดอาตะโกนหุ่นแสนเนี่ยบัดเจียดฮะโกนเดินน้อมนึกชื่อจะเลาะเท่าเท่าติดน่ะหุ่นมาไหนนึกจะเลาะเท่าเท่าติด เท่าใจมาเนี่ยว่าอยู่รัฐมนตรีไอ้ยิงกู้แต่ตั้งเจ็ดดับใบไก่ตุ่มรงในปุ่นกาดนวมหนึ่งเมาเกิดปีพอลประโยชน์เจียดทำกาเปียตึกในเมตพูเมาออดเกิดเดินตามบาดเจียงอปุ่นดังตาปุ่นไปเท่าเทียบอปุ่นไปขบเจียดให้ไอ้แบบเพลย์ไอ้จิตเนี่ยไอ้ ดอกคลุนเจงมั้งดับใบสตาร์เลิงวิ่งมือนะยังหอยนะก็จุยสังครุอาปุ๊กคลุนไอเด็กขบเจียดหนึ่งพอมือถ้าเปิดเจียบรถเมียนกาสันดอกอภัยอ้อยคละไอ้แบบเพลือจะตามเอาไว้ได้นะคนมาไหนไม่ปูนไม่เอาไว้ขบเจียดไอ้จังขบเจียดตามไม่เอาไว้เนอะไหมเนี่ยคลุนล่างอะคนมาไหน ก็มอยไปเชียบรถเชียบบาร์หลายกันเด็กคลั่งประหยัดประหยัดไอ้บ้านตาเมื่อนัดนึงไงเนี่ยบ่จังเด็กน้อมจังต่อเราปูตะโกหลายต่อตีนะไอ้กูแต่ไก่ตุ่มรุ่งเด้อมากูไก่ตุ่มรุ่งในปุ่นการเด็กน้อมหรือบ่ไม่เอาไอ้ยังมิ่งเด้อนะไก่ตุ่มรุ่งต้องคลายไปเชียบรถอันนั้นอสูรสลายไงคลั่งสับไงเนี่ยได้หลายจะตูบานเนี่ย จะตัวบานปีกาได้เอาไอ้เด้อกับเรียมกับไฮน์กี้เต้ขมิ้นหน้ามันเนี้ยได้กี่ตะกวมตัวไอ้เต้ยอเลยมันเนี้ยกึศคอมปรังบังเกิดโคลแอบไอ้กี่ตะกวมตัวคลูนเอ๊ะบังเกิดกลุ่มรุ่งนี่ดับใบไอ้ปูรัดนึงจุยแทงซากวมตัวอันวิอัดเต้ เมื่อปวดรัดมือคืนทาร์ลอปวดรัดแทนซาครูนายใหญ่ไม่จำตัวบ่งคอมกีเอาทอดรูปทอดวิดีโอทุกสายอ่ะเนี่ยเมื่อปวดรัดกีย้อนคืนทาร์ลอย้อนคืนทาร์เวียริชมร้อนปวดรัดกีเจนมอนใหญ่กีเจนมอนคอนโทรลกีเมื่อนาคือเจนมอนจีขบาร์หลายกีไอ้ก็แบบเพลือไปบ้านะมอปีกาเดินนอมหรือบ่หายเนี่ยเดินนอมตัววิอ่อนอัดกับนัด บ้านปู่ไอ้นึงคอมจูลมันนุ๊กคอมกับเรียมมันนุ๊กเอาทเวอร์คลิปจะทเวอร์คลิปจอกความตัวไอ้สมานไอ้มันดังเนี่ยไอ้ดังตั้งแต่ปีปูรัดบัวละกอนเราคงปฏิทัยน่ะได้ทเวอร์คลิปปู่ไอ้ดับใบคลายซากความตัวไอ้ยังมาใส่กี่ไอ้เต็งมือคลิปประมาณ500 บาทมาคลิป500 บาทอาซื้อใส่กับปูนาริกวน ไอ้ปุ๊กี้ปราบอันเด็กอ่ะแต่ให้ไอ้บ้านกี้ปราบอันโดยสาวไม่เลยเรื่องอาชีพมีบอลเรื่องอัดยุ่งเลยไอ้กี้บ้านเว็บไม่เรื่องหนึ่งดาวอันย้อนเลยอ่ะคนมาไหนอาเฮงสู่ไอ้ย้อนเนาะเนาะโกนชกัยไอ้อาชีพมีบอลเรื่องอ่ะคนมาไหนน่ะอาเฮงสู่โกนชกัยไอ้เหมือนกบาลชั่วโมงอาชีพมีบอลเรื่องอ่ะไอ้จำเวียปริบสมาร์ทโดย ได้เอาเวียบบอกบาลปู่ไอ้จังย้อนเลยย้อนเนาะอาเฮงสู่อาฮุนมาไหน
គូនឆ្កែឯងឈ្មោះថាឈឹមវិបុលនេះវាខំដល់សម្លុតគម្រាមពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបាទណាបំបែកបំបាក់គេនេះសួរថាគេទៅចូលរួមជាមួយវានឹងគេដើម្បីទៅក្រំតែជាការលម្អមុខឲ្យវាទេតែក្នុងចិត្តពួកគេគេមិនបានតែចូលរួមមួយពួកឯងទេណាយ៉ាងហោចណាគេទៅជាមួយឯងបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹង អានឹងផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អាហេងស៊ូមើគិតគូមើកូនឆ្កែឯងឈ្មោះឈឹមវិបុលនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចមើអាហេងស៊ូកូនឆ្កែឯងនឹងដូចជាដូចយកក្បាលឯងនឹងជន់លេងយ៉ាងម៉េចអីហ៎បើឯងមិនស៊ូទេបើឯងមិនដឹងទេឯងស៊ូពលករអ្នកធ្វើឃ្លីបនឹងទៅដល់ឯងបុគ្គលឲ្យម្នាក់ 500 บาทนึงอ่ะสู้สู้ទៅយ៉ាបើអញ្ចឹងមិនអាចបានដឹងមកពីក្រុមពូទាំងអស់នឹងអ្នកប្រាប់អញណាអាហេងស៊ូប្រាប់អញថាខំធ្វើឃ្លីបថាឲ្យលុយទីបំផុតអត់ឲ្យលុយហើយដល់ពេលស៊ូខាងអាហេងស៊ូអាហេងស៊ូថាបានបុគ្គលលុយនឹងឲ្យទៅអាឈឹមវិបុលអាឈឹមវិបុលមិនក៏មិនយល់លុយឲ្យគេអាឈឹមវិបុលស៊ីដាច់បាត់ អាចឈឹមវិបុលស៊ីដាច់បាត់ឯគណៈកម្មការនៅវត្តសុធននិមិត្តបាទប្រាប់ថាអាចឈឹមវិបុលស៊ីដាច់លុយបុណ្យគេអស់ 60,000 បាទបាទវត្តសុធននិមិត្តនៅសមុទ្រប្រកាមបាងពូបាទនៅបាងពូគណៈកម្មការណាគណៈកម្មការចាត់កម្មវិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តសុធននិមិត្តបានរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំថាអាឈឹមវិបុលស៊ីដាច់លុយបុណ្យគេអស់ 60,000 បាត 60,000 បាតមិនធម្មតា 2,000 ដុល្លារបងប្អូនអាឈឹមវិបុលស៊ីដាច់ខ្ញុំអត់និយាយកុហកទេពូពោះអត់មានខ្ញុំទទួលបានមកពីក្រុមពូអស់ហ្នឹងអាក្រុមពូដែលអាឈឹមវិបុលអ្នកអូសទាញយកទៅឲ្យចូលរួមគ្រប់គ្រងបពាជាជននឹងប៉ុន្តែ ទីបំផុតកិច្ចអត់ផុតពីដារ៉ូនៅតែមកស្រែករអដារ៉ូដដែលបាទនៅតែមកស្រែករអដារ៉ូដដែលបាទណានេះសំមុខបាទសំមុខទាំងអាហ៊ុនម៉ាណែតទាំងអាហេងស៊ូអស់អាឈឹមវិបុលបោកក្បាលបានបាទណាអស់អាឈឹមវិបុលបោកក្បាលបានដោយសេរី សិតរិនចប់អីគេណានេះសិតបច្ចុប្បន្នពីប្រទេសជប៉ុនមិនធម្មតាទេអាហេងសួរប៉ុន្តែមកចាញ់បងអាឈឹមវិបុលអត់បានចូលសាលារៀនអបលរិនអបលរិនអ្នកទី1ណាអបលអបលប្រហែលជារិនអ្នកទី4ទី3ទី3ទី4អាឈឹមវិបុលអាហេងសួររិនចប់បច្ចុប្បន្នចប់ទទួលសញ្ញាបត្រពីប្រទេសជប៉ុនអាហេងសួរតែបែរជាមកចាញ់បងអាឈឹមវិបុល ក្មេងរៀននៅទី3ទី4ហើយអាហ៊ុនម៉ាណែតតរៀនចប់ទទួលបានសញ្ញាបត្រអីគេសញ្ញាបត្រអីសភាយូធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាលាព្រីស្វ៉ាញ់សាលាល្បីល្បាញទេតែនៅមកចាញ់បោកអាឈឹមវិបុលកូនឆ្កែរបស់ខ្លួនឯងបាទអត់ណា อาเฮงซูออดหน้าฮุนมาเนตไหวออนออนละอ่าชิมวิบอลบอกขบาลอะไรบ้านนะออนสมบูรณ์ละฮะบ่อันเป็นไงเขียนเอาอ่ะบอกอันบานเนี่ยฮะจะได้ดักบาดพึ่งเลยฮ่าฮ่าฮ่า បាត់តាជឹមវិបុលជាមួយមានស៊ូនសេនិចរដ្ឋបាត់ឯងពូមានសក្លាំងស្អីចូលមកបានតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់នឹងរត់ប្រុចលេងជាមួយអាដារ៉ូស្អែកពូឯងអស់លឹងលេងមកអាដារ៉ូស្ពៃឡើយស្ពៃឡើយអ្ហាអាឈឹមវិបុលគេសិតតែអីណាថាខ្ញុំនឹងសិតតែកូនឆ្មាកូនកណ្ដុលឯណាឯណីអាចក្ដោះគេ ណាឈឹមវិបុលអាចក្ដោះអីទេ
លោកឯងទើបជាជនក្បត់ជាតិរាល់ថ្ងៃរស់នៅប្រទេសមិនបានធ្វើអ្វីជូនជាតិសោះទាល់តែសោះមានតែការនិយាយញុះញង់អឯងឲ្យអញទៅធ្វើឲ្យជូនជាតិឲ្យបានច្រើនកកកហ៎ហើយដឹងថាសពថ្ងៃនឹងអញធ្វើឲ្យជូនដល់ជាតិខ្លះ រដ្ឋថ្ងៃនេះក្នុងនាមអញជាប្រជាពលរដ្ឋអញបង់ពន្ធចូលទៅដល់រដ្ឋដើម្បីបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកអាមន្ត្រីថោកៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រាស់ច្រមសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអាណាគេដោយសារពន្ធដាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាឲ្យវាស៊ីសពថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីមានកម្លាំងយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសណាឯងចង់ឲ្យអញនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យជួយដល់ជាតិសាសន៍ប្រទេសឯង ឯងអញកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់កញ្ចប់ថាវិការរដ្ឋមកជាមួយអញអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យឯងមើលអញជាប្រជាពលរដ្ឋអញគ្មានអំណាចអញគ្មានបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចគ្រប់គ្រងថាវិការជាតិចាប់ពូជពួកអាតកូលហ៊ុនเนี่ยណាដែលវាកាន់កញ្ចប់ថាវិការរដ្ឋនេះវាធ្វើឲ្យបានខ្លះហើយពូជពួកអាតកូលហ៊ុនเนี่ย ក្រៅពីការលក់ទឹកដីខ្មែរលក់ព្រៃឈើអឺឯងមិននិយាយថាអញនឹងមិនបានជួយអីជាតិណាហើយពួកឯងនឹងបានជួយអីខ្លះហើយមើលសួរពួកឯងបានជួយអីខ្លះហើយជួយអីដល់ជាតិខ្លះហើយវាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនបានជួយជាតិទេវាជួយទាំងអស់គ្នាហ្នឹង ណាក្នុងនាមពលរដ្ឋបងពុនជួយទៅដល់រដ្ឋបើកប្រាក់ខែឲ្យអស់ពួកអាមន្ត្រីហើយពួកអស់ពួកអាមន្ត្រីទាំងឡាយហ្នឹងវាគួរតែធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនមែនបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកឯងច្រាស់ច្រមហើយស៊ីដីឲ្យក្បាលពោះទេនិយាយមកបើភ្លឺមិនអីណា ឲ្យតែពូជពួកឯងពូជអាមកសិតអីណាឯងបានជួយអីដល់ជាតិខ្លះហើយណាអញសួរថាអាតកូលហ៊ុនណាវាមិនទាន់ចំណាយលុយមួយរៀលដើម្បីជួយជាតិឡើយទេអញប្រាប់ឯងវាមានតែស៊ីលុយរត់បំផ្លាញលុយរត់តែពួកអញនេះទៅអញណាអ្នកបងពុនជូនដល់រត់ឲ្យពួកវាចាស់ច្រម សູ້ពួកអាតកូលហ៊ុននោះវាបានមករៀលជួយឲ្យដល់រត់ខ្លះហើយអាចសួរមើលសំបីតែមកកម៉ាស៊ីនកពូវាអត់របូតចេញពីក្នុងកប៉ោដែរវាមានតែកកាយកើពីកញ្ចប់ថាវិការរត់ដាក់កប៉ោវាថែមបាទតែពួកអញនេះបែកដៃបែកជើងបែកញើសបែកឈាមនេះដើម្បីបងពុនជួយដល់រត់ ហើយរត់បើកប្រាក់ខែឲ្យក្រុមពូវាចាស់ច្រមនេះឯងមិនយល់ទេនិយាយចេញមកប្រភ្លឺប្រភ្លឺហើយឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនខ្មិចផងឯងអត់ដឹងផងឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជួយជាតិមិនខ្មិចផងឯងអត់ដឹងផងណាកុំយកអាខួរក្បាលដែលលងងខ្លោដោយឯងនឹងយកមកនិយាយ យល់នៅហើយឲ្យយល់អំពីទូនាទីឯងជាប្រជាពលរដ្ឋមានទូនាទីមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបងពុនចូលដល់រដ្ឋហើយរដ្ឋមានកញ្ចប់ថាវិការនឹងបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកអាមន្ត្រីរាជការនេះរដ្ឋនឹងបានលុយពីណាមកមិនបានលុយពីការបងពុនពីប្រជាពលរដ្ឋបងពុនពីពួកអញហ្នឹងអញអត់មានអីជួយដល់ជាតិទេហី ហ៎និយាយចេញមកដូចទឹមចេញពីរន់ក្តាមនេះម៉ែអាប្រភ្លឺចេះនៅម៉ូតូសេនិយាយអញ្ចឹងទៅកើតមកនៅប្រទេសគេ4-10ឆ្នាំបង់ថ្លៃវីសាក្នុង6ខែប្រមាណ3-4-500ដុល្លារបង់ជូនដល់រដ្ឋ
bong đỏ rốt bong pun chua đỏ rốt bố ấy nhé bố ấy những ăn dưa là mấy nhé passport mà các bá là bờ thư mà ngay lớn á âm ô du á cho chết một quân đó là à phư visa bay rồi đó là thích nhé visa muốn được bốn ban của mỗi khai tao to visa vô beach năm ốc bấm ốc bay rồi đó là thịt anh ấy kì mình bóng bốn chỗ lô ruột chỗ tao ruột đấy mà ạp lử tại phụ ấy nhưng hãy chui ra chiếc bảo màn ấy hãy chút bóng bốn nó ruột bảo màn ấy không mà chân làm nó ạp lử hình xuôi nhưng hãy mình bán bóng bốn chỗ đó ruột phát mình đã để xí bạc khai bị ruột bật thay một tí đó xí lôi bị ruột tí đó mình bán chui đó ruột mình bán bóng bốn đó ruột ấy xí lôi bóng plan ruột đi bây giờ phụ anh như ta phụ anh phụ ruột một cao một tí đi ta yeah. Để không bóng bốn đó đó ruột là mấy bớt bạc khai ơi có ba phụ ấy chạy chồm nữa xí chánh mô bà phơ ôi ta bụi phụ ạ bạc bà chi chuyên à quâm trúc bạc bà chi chuyên đôi ớt đăng xo lời rồi chánh mô ớt đăng xo lời rồi mà thả khoa hôn xe nà hôn mà nét việc bà phơ về lưng ngon anh ạ quâm trúc bà phơ lưng ngon tí dạ anh trong chi khoa phụ ấy bà phơ 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 cốt cuồng của bác luôn ấy phong bóng buồn chỗ đó rộp hò nó mới bạc 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 khai bố ấy chạy chồm anh bán chạy chồm chạy đọc bà bố hơi mà sử lọc riêng bố rộp tịt ớt miên dô là bê tu được tí ớt miên dô thả ấy chạy chồm bài sốc thằng ấy chạy chồm sốc thằng ấy bán lùi bì nà ấy bán lùi mà bị bạc bạc khai rộp hay xu thả rộp nó bán lùi bì nà ấy bán bì bì chìa bố rộp nó bóng buồn áo ấy ก็บ้านผู้ไอ้ยอดเยอะเลยผู้อ่ะมันไตรจังไรเนี่ยบ้านอ่ะนายมันสะมันสลดกับเรียมผู้รัดติดจังเตียงไหนจักใบเจี๊ยบรัดเจี๊ยบรัดจังก็บ้าอะไรใช่ไหมมันสลดกับเรียมผู้บ้าผู้รัดติดนี่ผู้อ่ะสันดานได้มันก็สนุกคลุนไอ้เนี่ยผู้อ่ะสันดานได้มันก็ถ้าชนะใบคลุนไอ้เจนปีน้าอันนี้ก็เข้าตาผู้อ่ะสีใบเบาชนะ ว่าผู้อาสันดานผู้อามันไตรสับไงเนี่ยอามันไตรสับไงเนี่ยคือผู้อามันไตรเดี๋ยวสีใบเบาชนังมันบานกึดคืนปีกาใบยืดใบเชียงผู้รอดให้มาจีผู้รอดเสด็จขบเชียดเด็ดขบเชียดแม่อันมันกัดตึกได้เอาอยู่ประมาณถึงอาไหมเหม็นปุ้ยจัดตะโกนคนอยู่เว้ยประดาใบ mà giờ anh bắt chết bắt chết bắt chết bắt chết bắt chết mẹ anh sẽ anh mang cắt tự đây anh mang một plan để cho thao về ca ruột ở phần màn ấy chi qua bụi bụi à bạn bị chi chuyên một plơ không biết đang cho lấy mẹ lọp chi ấy cho ngài xạ xong nâng ba bụi anh xạ xong nâng ba bụi à bạn bị chi chuyên อันนั้นเราคงจูกันนะปะปีเจียนตัวโยต้องอ่ะหนึ่งยัยมันจอมชั่วนาเลยโอ้ยแต่ป่วยอ่านนะการปะปีเจียนจีขบาร์อะไรหนึ่งอ่ะเจ็ดโมงพอเพลือพอเพลือแบบหนึ่งเพลือใจทำอะไรอ่ะเพลือคู่ขบาร์อะไรนึกคู่ขบาร์มันนึกคือคู่ขบาร์อะไรกวนเชื่อบ้านไหนมันยัยมันจะเซจังยุ่งยอมแม่ไอ้ไอ้ mới chấm nát nát đây nhúc nhường á con này dây đầm bay cá bia tự đây sau đây tự đây khai bị bắt đong nhúc nhường mày bìa làm ấy trong trua buông đầm bay ở kia nó cắt tự đây ơi ơi off bao đâu vậy mấy nó tự bìa bìa mình cá nhúc nhường bồ rớt mình nè chạy mòn dây đầm bay cá bia bồ rớt dây mòn đầm bay chỉ ca sọ sợ đai
ជាការផិតភ័យជាការព្រួយបារម្ភខ្លាចវាបាត់បង់ញុះញង់ញុះញង់ញុះញង់ញុះញង់ម៉ែង